Đây là chị chủ nhà nha các bạn. Đó, chị chủ nhà đang lấy đồ ăn ra đặng tải. Đàn ơi hãy dắt bài ca thương nhớ mái nhà trắng vắng bóng những chàng trai. Mẹ nghe buồn cằn chú đã nhà sai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình dân ngày hôm nay chú ở Pháp, Việt kiều Pháp mới về Việt Nam hát một bài cổ cho chúng ta nghe. Thank you.
nhà anh em kéo đi dặn ngơ giao vô tình làm nước cánh bằng miền Nam. Thank you.
khán giả ơi. Và xin cảm ơn quý khán giả đã nghe được bài hát của mang tên của Việt Kiều Pháp.